Đó, thấy chưa? Chồng em giỏi quá. Nhờ chồng á là em mới biết ho không phải là bệnh mà là một triệu chứng của bệnh thôi. Với lại không phải ho nào cũng uống kháng sinh, nếu như mà mình uống quá liều đó, uống không đúng cách, nó sẽ làm cho mình bị kháng kháng sinh nữa. Nãy mẹ trách lầm con, mẹ tội nghiệp quá à. Xin lỗi con. Dạ đâu có sao đâu mẹ. Mẹ biết rồi, bây giờ mẹ lớn tuổi nè, sức đề kháng mẹ bị yếu. Bây giờ mẹ tăng cường vận động nè, mẹ tập thể dục thường xuyên nè, rồi ăn uống đủ chất điều độ nữa thì sức đề kháng mẹ lên đúng không? Dạ đúng rồi, cái đó là người ta nghiên cứu khoa học chứ không phải nghe tin đồn bậy bạ ông Thành Hói Thành Trọc gì đó của em. Uống bậy bạ cái đó là không có được nha. Thì tại vì ở shop mình ai mà ho cũng lại mua thuốc ổng hết. Dạ thì đúng là ho đa phần là sẽ tự khỏi, nhưng mà bây giờ nè, để cho cái cơn ho nó dịu hơn nè, để cho mẹ cảm thấy dễ chịu hơn nè, con có món quà này tặng cho mẹ. Tặng vợ con đi, vợ con sinh nhật chứ mẹ đâu có phải là ngày sinh nhật đâu mà tặng quà cho mẹ. Đâu phải là tới sinh nhật mẹ con mới được tặng quà đâu, ngày thường con tặng cũng được vậy. Cảm ơn con. Dạ thôi được rồi, bây giờ vậy ha, cả nhà mình vô trong chuẩn bị thay đồ thay đạt đi, rồi con dắt mẹ dắt em mình đi ăn luôn ha. Lời khuyên cho người bệnh ho: để phòng ngừa ho, người lớn tuổi nên ăn đủ chất, uống nhiều nước, tập thể dục kết hợp với các bài tập hít thở, khám sức khỏe định kỳ 6 hoặc 12 tháng một lần. Khi người lớn tuổi có triệu chứng ho, nên đến các cơ sở y tế để thăm khám, chẩn đoán nguyên nhân gây ho. Không nên lạm dụng kháng sinh để tránh ảnh hưởng đến chức năng gan, rối loạn nhịp tim và tăng nguy cơ kháng kháng sinh. Khi bị ho có thể kết hợp sử dụng các thuốc ho từ tháo dược để giảm kích thích ho, giảm tần suất ho, lông đờm và gia tăng hiệu quả điều trị. Nên mua các sản phẩm trị ho có thành phần thảo dược được trồng trọt và thu hái theo tiêu chuẩn GACP, WHO, Tổ chức Y tế Thế giới và sản xuất trên dây chuyền hiện đại đạt chuẩn GMP, tiêu chuẩn thực hành sản xuất tốt với dược liệu.